Quay sang bản tin từ Ukraine, và chính Tổng thống Zelensky đã gửi điện chúc mừng cho ban nhạc rap, nhưng mà họ có cái cách rap riêng của ban nhạc này. Thưa quý vị, họ gọi là vừa rap mà vừa hát nhạc đồng quê, nhạc truyền thống, folk song của Ukraine đó. Và cái sự lạ đó, nó, những người mà khán giả của Eurovision từ trước tới giờ chưa nghe những cái loại nhạc này thì họ thấy lạ quá, phối hợp giữa nhạc đồng quê, nhạc truyền thống của mình với nhạc rap, tức là vừa hát nhạc đồng quê, nhảy múa rồi rap nữa. Cả 6 thành viên của ban nhạc mang tên là Kalush Orchestra đã nhận được giấy phép đặc biệt từ Ukraine để rời khỏi Ukraine sang châu Âu và đến Turin của Ý trong cái buổi thi chung kết vào hôm cuối tuần. Thì trước đó ai cũng mừng bởi vì ban nhạc Kalush này đã vào được chung kết để mà đương đầu với nhiều ban nhạc khác. Đặc biệt đó là có một ban nhạc đến từ nước Anh nữa cũng được xem là mạnh vô cùng. Thế nhưng sau cái buổi trình diễn cuối cùng đó, thì ban nhạc Kalush này đạt tới 631 điểm, một cái điểm mà họ nói rằng quá cao luôn, và đoạt giải Eurovision. Nó tương tự như một cuốn phim mà đoạt được Oscar vậy đó thưa quý vị. Cho nên cái giải này nó rất là lớn, bao nhiêu trăm triệu và cả tỷ người trên thế giới theo dõi. Không nổi tiếng gì lắm ở Mỹ, bởi vì Mỹ có Grammy, có các giải khác, nhưng mà riêng với các quốc gia ở châu Âu, nhiều ban nhạc mà đoạt giải Eurovision họ rất muốn đi Mỹ mà cũng không được, bởi vì Mỹ lại không thích nghe nhạc Eurovision. Nhưng là một cái thành quả vô cùng lớn. Tuy nhiên sau khi đoạt giải đó thì những người này cho biết là trong tờ đơn để xin rời khỏi Ukraine đó thì họ hứa là phải sau khi thắng hay thua gì hết cũng phải trở về đất nước. Và đây là hình ảnh mới nhất, một trong những thành viên của Kalush đã hôn người bạn gái thắm thiết, để cô ấy thì được tị nạn ở châu Âu, nhưng mà anh thì sẽ phải quay về cùng với 5 người bạn trong nhóm, 6 người còn trẻ trong độ tuổi đôi mươi phải quay về. Mà tội nghiệp lắm, họ nói tôi sẽ trở về và cầm súng chiến đấu để bảo vệ đất nước. Họ không thể nào trốn lại được, bởi vì đó là cái sự nhục nhã đối với một người thanh niên Ukraine. Vì thế họ sẽ về, và bên phía Ukraine nói chúng tôi sẽ tiếp đãi đối xử những người này tương tự như những người thanh niên khác, không có cái chuyện phân biệt. Họ vẫn phải cầm súng và họ sẽ được giao trọng trách để bảo vệ. Nhưng mà cũng có thể thay vì đưa ra tiền tuyến sang phía đông để chiến đấu, có thể họ sẽ giữ cái vị trí phòng thủ ở tại thành phố như là thủ đô Kiev với vân vân. Thực sự đây là những đứa con và những tài danh của đất nước không thể nào mà mang đi hy sinh được. Tin tức từ Ukraine cũng cho biết là từ thế phòng thủ trong một tuần lễ vừa qua đó, thì lực lượng Ukraine đang thế tiến. Và mới đây họ đã cho thấy đã đánh bật được quân Nga rời khỏi thành phố Kharkiv. Quân Nga mặc dù rời đi trước đây rời khỏi Kiev và Kharkiv, nhưng mà họ vẫn còn giữ lại một số những sư đoàn ở đây để mà tiếp tục gây khó khăn. Nhưng mà cuối cùng bây giờ đó, thậm chí tin tức mới nhất nói cho biết là quân của Ukraine đánh sang đến biên giới phía bắc khỏi Kharkiv mà đẩy sang vùng biên giới của Nga luôn nữa. Giờ đây thì Nga thiệt hại nặng nề, đến giờ phút này vẫn không lấy thêm được thành phố lớn nào mà vẫn còn tập trung ở phía đông. Xem ra càng ngày nước quân Nga càng gặp khó khăn. Thứ nhất, máy bay, xe tăng càng ngày càng thiếu, không có lại thể làm kịp để cung cấp cho tiền tuyến được.